Dịch Song Ngữ Việt Anh. Anh được phép đậu xe bên ngoài ngân hàng. You're allowed to park outside the bank. Anh đợi lâu không? Have you been waiting long? Bảo anh ấy đừng đợi. Ask him not to wait. Anh đang đợi gặp ai? Who are you waiting to meet? Anh không được quẹo trái hay quay đầu xe. You mustn't turn left or make a U-turn. Make a U-turn. Sáng nay tôi trễ làm nửa tiếng. I was half an hour late for work this morning. Tôi đang đợi ông ấy gọi lại. I'm waiting for him to come back. Anh đang chờ ai đến? Who are you waiting for to come? Tôi đang đợi trợ lý của tôi đến. I'm waiting for my assistant to come. Đây là đôi giày con trai mua cho tôi. These are the shoes my son bought for me. Nhanh lên, cẩu trễ học. Hurry up, or you'll be late for school. Tôi không quen thức khuya. I'm not used to staying up late. Ngày mai nhớ đến sớm 15 phút. Remember to come 15 minutes earlier tomorrow. Anh phải có mặt ở đó sớm 10 phút. You have to be there 10 minutes earlier. Tôi muốn ngồi hàng đầu để nghe và thấy rõ hơn. I want to sit in the first row in order to hear and see more clearly. I want to sit in the first row in order to hear and see more clearly. Có thể trễ 5-10 phút được không? Is it possible to be 5 or 10 minutes late? Is it possible to be 5 or 10 minutes late?